Đây là sóng lớn rồi. Bữa trưa nó có dông là quê cắm cho nó qua. Thì tí nữa em báo thôi. Này, nào không em thấy chưa? Em nói nào không? Đây, em còn lấy còn. Lấy em thêm nữa đi. Đi ngồi đứng nhá. Ừ. Này, Linh ơi. Ngồi đây này. Tổng vào, tổng vào. Không nghe cô Tâm ơi. Anh nha, một giờ cô. Tốt một chiếc xe là xe lại đây còn
Rồi chị bỏ tay hết vô trong nhà em nha. Toàn xe thanh lý của quân đội đây này. Đây, ở đây, Khánh Hòa đây. À, Cam Ranh đây, ở Khánh Hòa. Đây là đảo Bình Ba đây. Rồi. Không, yên tâm. Phạt không? Đây là đảo Bình Ba. Đang hạn hán rồi. Dạ. Cô thấy cây không? Cô cháy hết không? Ở
đây một điểm đây này. Dạ đúng rồi. Đây là hòn rùa đây. Nên là mình ra đây rồi. Hòn rùa. Những cái núi ở đấy nó hòn rùa. Thôi kệ, cứ đứng xuống cho mát, đằng nào cũng thế mà không. Đang. Bây giờ đi sớm quá. Đây có đứng dưới ngó này thôi thì có gì không? Kệ thì có cái đầu có cái phun nó lòi ra cái con rùa. À đồ rồi, chết rồi. Đi đi ha. Thôi không quay không rùa thì quay không khủng đông. Ờ, thì bây giờ cái núi đây quay đê cũng có khủng long không? Hồ Hoàn Kiếm rồi còn rùa thật là nổi lên nha. Nó rộng vô mấy cái thau bạc, mấy cái ô nó sẽ bị ớt thịt hơn. Ăn ở đâu ngon đó? Ăn nhà bè. Ăn nhà bè là nhà bè nào? Đỡ đỡ luôn tí ơi. Họ hàng à? Hả? Họ hàng à? Dạ, đúng là họ hàng. Nhưng mà cái nhà bè đó là nó chuyên phục vụ khách vượt và người dân được luôn. Đây là khách du lịch gì về? Cái đây là cái kiểu là nó ăn theo một đơn, ba đơn, cô đặt sẵn cái khu chỗ mới á. Ví dụ như, thì thử cô nói cô thấy cái khu này ha sao? Cái view nó đẹp hơn mà nó không có bén à mình. Không, em bảo em không bén. Không rỉ đâu nha, tôm hùm ở đây không rỉ đâu. Tôm hùm ở đây là chất lượng nó là đỉnh nhất, chứ không phải là rỉ nhất. Nó cũng tiểu tiểu quá chị. Chị muốn mua rỉ á. Chị vô đây nè. Nên cái chỗ mà nó bén hai bên đường á, khô á, mà nó lại rỉ hơn mực mực bán ở đây. Mực đó là mực phan thiếp đây nhập trời. Nó đi lạc, nó dở hơn. Mực ở đây rỉ ở đây Nha Trang rồi. Nhưng mà em bảo đảm chị mua ở Nha Trang không chắc được bạn. Tất nhiên đây là đảo. Tất nhiên là đảo. Cho nên là nguồn cung còn cầu sẽ phải cắt. Những người đó sẽ nhập mực phan thiếp rồi sẽ bán. Mực hồi nãy em chỉ chị đang coi á, mực đó là mực tươi để 200 ngàn một ký rồi. Mà mấy ký tươi nó mới được một ký khô chứ. Thấy không? Chị thấy khu dưới này nó khác nhau. Nhưng mà nó sẽ có một số bìa, nó sẽ lồng ghép, nó làm tour nữa cho nên nè. Chị thấy dưới đây nó có những mái nhà, nó xây những cái hồ trưng bày hải sản ra không? Còn trên kia đâu có đâu. Đây nè, cái nhà bè Hương Biển này nè, một trong những nhà bè chuyên phục vụ khách vượt và người dân địa phương. Lúc nào nó cũng có khách hết.
xuống hang để khi nào con đổ xe nó đâu đó. Người Việt Nam mình vốn tính tò mò. Nào mày. Không, còn 7 người.